Xin chào các bạn, hôm nay mình xin cập nhật cho các bạn giá của các dòng điện thoại Xiaomi tại thế động các bạn ha. Giá và khuyến mãi thì có thể thay đổi theo ngày nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào con Xiaomi Redmi Note 8 Pro, giá là 5.490.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được trả góp 0% lãi suất hoặc được giảm ngay 16%, và được giảm được 880.000 từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 nha, bảo hành 18 tháng. Với RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Note 8 64GB, giá là 4.490.000, trả góp 0% lãi suất hoặc được giảm ngay 16% là 720.000 ha, tới ngày 14 tháng 7 các bạn ha. Xiaomi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi 9, RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB, giá là 3.990. Hiện tại các bạn trả góp 0% lãi suất, miễn phí bảo hiểm, bảo hành được 18 tháng. Xiaomi Redmi 9, máy màu tím. Rồi tiếp theo đây có con Xiaomi Redmi Note 9, giá 4.490.000. Khi bạn mua sẽ được giảm 200.000 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, trả góp 0% lãi suất và bảo hành 18 tháng. Với RAM 4GB bộ nhớ trong 128GB ha, pin 5020mAh có sạc nhanh. Redmi Note 9. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Redmi Note 9S với giá là 5.990.000, giảm ngay được 300.000 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, trả góp 0% lãi suất, bảo hành 18 tháng các bạn ha. Note 9S. Đây, Note 9S với máy màu trắng này. Rồi cái con này thì hiện tại RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB ha. Chạy Qualcomm 720G 8 nhân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Xiaomi Note 9 Pro, giá là 6.990.000. Khi bạn mua sẽ được trả góp 0% lãi suất, bảo hành 18 tháng. Note 9 Pro, những sản phẩm rất là mới của Xiaomi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Xiaomi Mi Note 10 Lite, giá là 9.990.000. Các bạn mua sẽ được giảm ngay 500.000 từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, để góp 0% lãi suất, bảo hành 18 tháng ha. Với RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB, Qualcomm 730G, pin 5260mAh và có sạc nhanh các bạn ha. Rồi tiếp theo rồi Xiaomi Redmi Note 8 phiên bản 64GB, giá 4.490, được giảm trả góp 100% lãi suất hoặc giảm ngay 720.000 đến ngày 14 tháng 7, bảo hành 18 tháng các bạn ha. Xiaomi Redmi Note 8 phiên bản RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB, giá là 3.990.000, trả góp 0% lãi suất hoặc được giảm ngay 16%, 640.000 đến ngày 14 tháng 7 các bạn ha. Giảm quá nhiều các bạn. Rồi thì mình vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn về giá và khuyến mãi của một số dòng điện thoại Xiaomi các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Bye.